Chào mừng các em đã quay trở lại với bài học chuyện chức phán sự đền tảng viên. Sau khi chúng ta tìm hiểu về nhân vật Ngô Tử Văn, và như cô đã nói với các em, sau mỗi câu chuyện trong truyền kỳ Mạng Lục nó đều ẩn chứa một cái giá trị nào đó. Và ở đây chúng ta thấy có cái giá trị hiện thực và cái tiếng nói phê phán của nhà thơ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bức tranh hiện thực lúc bấy giờ. Câu chuyện này được lấy bối cảnh đầu thế kỷ thứ 15. Và đầu thế kỷ thứ 15 này đã xảy ra cái cuộc nội chiến của Lê Mạc. Xã hội thì rất là đầy những cái nhiễu nhương, đầy những cái oan khuất. Và lúc bấy giờ thì gần như xã hội phong kiến đã có nhiều những cái suy thoái, đang đi đến những cái bước cuối cùng của giai đoạn này. Và chính vì nhìn thấy những cái điều đó, nhìn thấy những kẻ ác lộng hành, những kẻ ác gây nhũng nhiễu cho nhân dân, những cái người ở hiền thì luôn luôn gặp những cái điều mà bất công, những cái điều mà phi lý. Nên là Nguyễn Dữ đã thông qua cái câu chuyện của mình, thông qua những nhân vật như là tên phán quan ở dưới âm ty này, rồi tên hung thần đã đại diện cho những cái ác, và những người dân tội nghiệp, còn có cả thổ công đất Việt. Chúng ta thấy nhà văn đã bày tỏ tất cả, bộc lộ tất cả cái bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, mà vạch trần ra để làm gì? Để phê phán, để lên án, để tố cáo xã hội. Và sau đó thì chúng ta thấy đó còn là một cái tiếng nói phê phán. Phê phán đầu tiên ở đây đó là những cái người như là tên hùng ma tướng giặc, những kẻ tham lam, những cái kẻ mà sống thì làm người xâm lược, làm cái quân xâm lược, đến khi chết lại cướp đền, gây những cái điều nhũng nhiễu cho nhân dân. Và cái thứ hai chúng ta thấy đó là những cái người ở cõi âm, những cái người mà nắm trong mình cái quyền hành, những cái người mà đại diện cho công lý của xã hội, lại là những kẻ bị che tai, những cái kẻ bị bịt mắt, làm những cái chuyện mà sai trái, ăn cái của đút lót, hối lộ để làm gì? Để gây nhũng nhiễu cho những người hiền lành, gây nhũng nhiễu cho nhân dân. Và rõ ràng với nhân vật như Diêm Vương, ban đầu Diêm Vương cũng đã tin những lời phán quan này, và Diêm Vương cũng đã có khi đã nghĩ oan cho Ngô Tử Văn, gây ra những cái điều không tốt với Ngô Tử Văn. Như vậy chúng ta thấy trong cái tác phẩm này, cái bức tranh xã hội cũng như cái tiếng nói phê phán bộc lộ rất là mạnh mẽ. Qua đó thì Nguyễn Dữ đã góp phần mang một cái tiếng nói tố cáo xã hội lúc bấy giờ. Như vậy là chúng ta đã cùng với cô tìm hiểu xong tác phẩm Chuyện chức phán sự đền tảng viên. Với tác phẩm này, ở phần tổng kết mặt nội dung, chúng ta nhớ giúp cô. Đầu tiên đó là tinh thần khẳng khái, tinh thần cương trực, dám đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác của Ngô Tử Văn. Mà Ngô Tử Văn đó chính là đại diện cho tiếng nói của nhà văn. Nhà văn luôn luôn có một cái niềm tin vào những con người đất Việt, những trí thức đất Việt. Họ là những con người rất là cương trực, rất là khẳng khái. Và điều thứ hai chúng ta thấy, công lý sẽ luôn luôn chiến thắng những điều phi nghĩa, những cái tham tàn, những cái điều mà gây nhũng nhiễu cho nhân dân, rồi sẽ bị thất bại một cách rất là thảm hại. Và chính nghĩa thì luôn luôn ở một cái vị thế cao hơn. Và như vậy chúng ta thấy, đồng thời đó còn là một cái tinh thần dân tộc. Những con người đất Việt luôn luôn chiến đấu vì chính nghĩa, họ luôn luôn sống vì chính nghĩa và luôn luôn tin vào chính nghĩa. Về mặt nghệ thuật thì chúng ta nhớ giùm cô, đó là cái sự hòa quyện giữa những yếu tố hiện thực cũng như là yếu tố kỳ ảo. Và bởi vì có yếu tố kỳ ảo, các em thấy câu chuyện nó trở nên rất là hấp dẫn. Và ở đây còn có những cái sự kiện diễn ra cho chúng ta thấy cái yếu tố ly kỳ, kịch tính của tác phẩm này. Như vậy, cô và các em đã tìm hiểu xong tác phẩm Chuyện chức phán sự đền tảng viên. Hy vọng rằng các em đã có một tiết học lý thú. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo của chương trình Siêu trí nhớ học đường. Xin chào!